ngày viên tịch rồi, được 3 tháng thì chư đệ tử mới bắt đầu trùng tuyên lại một cuộc kiến tập tâm đàn. Cuộc kiến tập tức là xem coi trong 45 năm đó Đức Phật đã dạy những gì, và chư tăng đệ tử của ngài lúc đó theo trong kinh tính khoảng là vài trăm ngàn vị tại đất Ấn Độ, vài trăm ngàn vị, vài trăm ngàn. Thì các vị chỉ lựa ra 500 vị được xem là 500 con diêm đầu đàn của các vực, các vực, để về xác định và thống nhất với nhau đâu là lời dạy của Đức Phật. Thì sau đó các vị mới thống nhất với nhau rằng Đức Phật trong số 45 năm nó ngày dạy như vậy, như vậy, như vậy. Và trong kinh nói rằng, trong kinh và trong sử đều xác nhận với nhau rằng là nó có một cái chuyện rất là đặc biệt. Ở đây các vị có biết tam tứ thư ngũ kinh của Khổng giáo không? Nó đại khái là kinh điển của Khổng giáo, tân ước cựu ước của thánh kinh của Minh Thiên Chúa giáo, kinh điển của Phật giáo năm tông. Các vị biết nó tồn tại bằng con người nào? Bằng sức nhớ của con người. Tương truyền rằng cái bộ tân ước cựu ước có một thời gian bị tuyệt bản, và người ta đã phải truyền lại từ đời này qua đời khác bằng cách học thuộc lòng. Và sau đó khoảng một thế kỷ nào đó người ta mới bắt đầu ghi chép. Buổi đầu tiên người ta ghi chép nó bằng tiếng Do Thái cổ, rồi sau đó người ta ghi nó lại bằng tiếng Côn, tức là tiếng Hy Lạp, rồi cuối cùng thì bây giờ nó ra tiếng Latin và tiếng Anh, tiếng Pháp tùm lum. Mà riêng về bên cái kinh điển của mình ấy, Phật Khổng giáo cũng vậy, tức là sau khi mà Đức Phật ngài viên tịch rồi đó thì chư tăng mới tiếp tập tam tạng, rồi bắt đầu xác định đâu là lời dạy của Đức Phật. Gồm ba bộ phận lớn, đó là tạng kinh, tạng luật, tạng lệnh. Tạng kinh có nội dung là bao gồm những bài giảng của Đức Phật cho đối tượng là tất cả các hạng trong đại trong trong xã hội. Ví dụ như ngày có những bài giảng rất là dễ hiểu, rất là gần gũi, rất là giản dị, rất là đơn sơ, rất là cụ thể, rất là hình ảnh, rất là điển hình cho những cô kỹ nữ, biết kỹ nữ mà, tương cấp cho những người homeless, những người hành khách, những ông vua, những thương gia, những người nông dân. Nói chung là tạng kinh là bao gồm những buổi nói chuyện của ngài hoặc là các đệ tử của ngài cho tất cả mọi tầng lớp xã hội trong một cái cách nói đơn sơ, gần gũi và rất đổi đại chúng, mang nội dung là hướng dẫn là tu hành. Cái đó được xem là tạng kinh. Tạng luật tức là bao gồm toàn bộ những giới luật mà Đức Phật quy định hàng xuất gia phải, cái điều nào nên làm và điều nào nên giữ, điều nào không nên làm thì phải biết điều nào không được làm và điều nào phải làm. Biết làm, phải làm những điều mà Đức Phật nên dạy nên làm thì đó được gọi là luật. Cấm những điều không nên làm thì được gọi là giới. Các người nghe kiểu không? Chỉ giới là nghĩa như vậy. Giới có nghĩa là tránh những điều bị cấm làm. Còn luật là mình làm theo những điều mà Đức Phật dạy nên làm. Rồi nói rộng thêm một chút, sẵn đây có ghi âm tôi nói luôn. Giới hoặc là luật được Đức Phật y cứ trên hai cái tiêu chuẩn cơ bản. Thứ nhất, ngài cấm cái giới đó cho chư tăng chư ni là bởi vì ngài xét thấy rằng một cái người tu sĩ mà làm cái chuyện đó coi không có được. Các vị nghe kịp không? Cho nên á, điều đó được gọi là luật chế định. À xin lỗi, cái đó được gọi xem là luật do thế gian, luật định do cái ánh mắt nhìn của cuộc đời đó, gọi là, và trong kinh gọi là lô có quách chết. Tức là cái điều đó xét ra thì nó cũng không đến nỗi gì nghiêm trọng, nhưng mà nếu mà thế gian ta không ok thì mình cũng không nên làm. Thì cái lên đó là cái nền tảng thứ nhất mà Đức Phật ngài dựa vào đó để mà thiết lập tặng luật. Cái nền tảng thứ hai mà ngài quyết ngài chế định tặng luật là ngài y cứ vào cá nhân đương sự. Nếu đương sự làm những điều đó thì coi như cái cuộc tu hành của mình bị ảnh hưởng, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc là nghiêm trọng, hoặc là xây xác chút đỉnh. Các vị nghe kiểu không? Tôi ví dụ như
Phật giảng mình ông tỳ kheo không có nên giữ tại giữ gì, trong kinh nói tỳ kheo không nên giữ thức ăn hoặc vàng bạc của cải tài sản cho riêng mình nha. Thì ngài giải như vậy là vì mình hay là vì người, cả hai. Giải như vậy là bởi vì một phần á, thì thế gian người ta biết mà người tu sĩ giữ tài sản quá không thích, nhưng một phần nữa là nó làm tu mà giữ như vậy đó, nội lo giữ của không còn giữ được cái khác. Các vị đồng ý tôi chuyện đó mà. Nhưng mà cũng có những trường hợp mà Đức Phật cho thấy rằng á, ngài cấm giới luật là vì lợi ích của cá nhân vị đó. Ví dụ như trong giới luật thì có những cái mà nó thuộc về đề tư vị đó, thuộc về sinh hoạt cá nhân, giàu sống một mình không ai thấy hết cũng không được làm điều đó, là bởi vì làm điều đó nó ảnh hưởng đến cái giá trị tu học của mình. Còn có những điều thì ngài cấm là vì miệng đời chê trách thì ngài phải cấm thôi. Đó là nói về tạng lực. Như vậy tạng lực, nói đến tạng lực, nói đến tam tạng thì ta phải biết được có ba tạng là kinh, luật, lệnh. Nói đến tạng kinh thì ta phải biết rằng đó là bao gồm những bài nói chuyện, nói một cách dễ hiểu á, những bài nói chuyện của Đức Phật hoặc của đệ tử ngài cho đại chúng, gồm mọi tầng lớp, cao nhất là vua và thấp nhất là kỹ nữ và ăn mày quản cướp nông dân. Nói đến tạng luật thì ta phải nhớ đến các khái niệm sau đây. Tạng luật thứ nhất, giới là không làm những điều bị cấm, và luật là làm những điều nên làm. Một điều nữa, tạng luật được Đức Phật ngài ban hành cho chư tăng vì hai lý do. Một, vì xã hội. Hai, đương sự đó, đương sự giữ giới cho đương sự đó, phải không ạ? Yeah. Như vậy thì mình đã nói xong về tạng kinh và tạng luật rồi, bây giờ mình nói qua tạng vi diệu pháp. Đây là đó là cái tạng mà tôi đang hướng dẫn đi. Trong kinh nó có đưa ra một hình ảnh thế này. Tạng kinh là những lời đường mặt để kêu người ta tới. Tạng luật là để trói người ta lại. Còn tạng vi diệu pháp là để giết chết người ta. Cô đi chùa nghe tôi sợ. Sợ quá đây chứ. Bây giờ tôi nói cho các vị nghe. Thế nào là tạng kinh là cái tạng kêu người ta tới? Phải nói rằng 99.9% Phật tử sơ cơ hoặc là kỳ cựu đi chùa họ đều nói nhau câu giống nhau. Đó là đi vào chùa nghe mấy thầy nói pháp mà nói cái chuyện mà ví dụ như là tụng chú vãng sanh, chú đại bi, thủy sám, phổ môn, tụng cái vụ mà niệm Phật Di Đà hoặc là thuyết pháp cầu phước hồi hướng dung linh gì đó. Thì đại khái đó là những cái chuyện mà họ nghe họ khoái chí, họ khoái lắm. Họ thấy đi chùa có thú vị, bởi vì ta thấy rằng cả đời mình tu cà hờ, cà hững tu, cà dục, cà chạc không được gì hết. Nhưng mà nghe mấy sư hứa hẹn người linh, mấy sư nói cứ ráng tu đi, thì mốt mốt có gì mấy sư tụng cho thì cũng có cái cửa lên. Mà nhất là bên Phật giáo Đông Tông thì không có nói đến 49 ngày, chứ còn bên kia thì họ có hứa hẹn 49 ngày, nếu mà mình đời thường mình không có tu á. Thì đến lúc mà chết á, thì chỉ đang đến tụng cho đặng thì cũng siêu. Mà nếu mà chậm quá mà không siêu đúng lúc mà chết á, thì trong vòng 49 ngày đó thì quý thầy tụng cái hồn mình cũng giấc giữ cũng siêu. Tôi nói là tôi biết mình là bên đây không có vụ đó nha. Cho nên á là cái tạng kinh là cái tạng mà nói người ta nghe người ta khoái chí nhất, ta đi vô. Nhưng mà khi người ta vô đạo rồi, Đức Phật dùng cái tạng luật để trói ta lại, tức là con ngồi đây thì con không được làm những gì con còn muốn, con không được quyền nói những gì con muốn, và con cũng không được quyền suy nghĩ những gì con muốn. Nè, như vậy là tạng luật trói người ta lại. Còn tạng vi pháp giết chết người ta. Giết cái gì? Giết cái những cái ngu của mình, nói giết cái những cái ngộ nhận của mình, những cái tà kiến của mình, những suy nghĩ tầm bị tầm bạ của mình, những cái quan điểm, những cái lạc đường, những cái tư duy, những cái kiến thức mà trước đây của mình mà mình đầu tư cả một đời, từ học đường, từ xã hội, từ sách vở, từ bản thân cá nhân suy nghĩ, thì tất cả những cái đầu tư đó, nếu mà cái gì tầm bị, cái nào mà trật, cái nào trật chìa sai lầm, thì tạng vi diệu pháp nó có cái hiệu năng là cắt cái đó. Ví dụ một, Đức Phật đã nói rằng này các tỳ kheo, giống như con sư tử mà buổi sáng nó đi ra khỏi hang nó gầm lên như thế nào. Của sư tử nó trong kinh có nhắc đến cái điểm đó, mà các nhà sinh học bây giờ họ cũng nhìn nhận của sư tử nó có điểm đặc biệt, anh hùng hơn con cọp chứ đó. Con cọp là anh cọp với anh mèo có cái nết giống nhau, cọp mèo với beo nó giống nhau, rình đi cái chậm đi rình người ta, không cô ta hở cái chọp người ta, chứ sư tử không có. Sáng bước ra khỏi hang sắp đi săn, đứng trước hang vươn dài ngáp một phát, nó đã đời xương gió rầm lên phát là tẩm đi săn đi. Tại sao anh đây gầm như vậy? Anh gầm như vậy là cho mấy thằng, mấy con treo, mấy con mệt, mấy con mà lắc nga lúc nút, con
con chồn, con cáo, con thỏ, mấy con nó nhỏ nhỏ, mấy con lần nó còn lặt vặt ở trong này đi đi. Rồi đi rồi tôi kiếm mấy con trâu, con voi tôi ăn. Kẹt lắm rồi tôi kiếm con nai bự, mấy con ngựa vằn tôi ăn, chứ còn mấy cái đứa vi trùng tôi không ăn. Bẩn, bẩn mắt, nhìn bẩn mà, nhai kẹt ra. Thì Đức Phật nói rằng khi mà con sư tử có thói quen đó là khi sáng trước khi đi tìm mồi thì nó phải đứng trước hang, nó vươn vai rồi nó ngáp, rồi nó gầm lên một tiếng rồi nó đi săn. Và chính cái tiếng gầm đó đã đem lại cái sự kinh hoàng cho những loài thú như thế nào. Thì này các tỳ kheo, khi mà Đức Như Lai A-la-hán chánh đẳng giác các ngài ra đời, các ngài nói lên cái sự thật về bốn diệu đế, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Các ngài nói thật rằng tất cả mọi hiện hữu trên đời này, từ trên cõi trời xuống tới địa ngục, mọi sự hiện hữu của một ông vua hay đến sự hiện hữu của một người homeless, một người hành khất, một cô kỹ nữ, một người ăn cướp, của một người tu sĩ, thì tất cả mọi sự hiện hữu đó nó đều có một ý nghĩa duy nhất, đó là vô thường, khổ và vô ngã thôi. Chung cuộc của mọi người đều đi đến cái chết cả. Đức Phật nói rằng dù sống lâu đến mấy đi nữa thì cũng phải có ngày chết. Ngài nói rằng có những loài chúng sanh rất là phù du, như những loài điên điển ở dưới nước, con điên điển con phù du hoặc là thiêu thân nó lao vào ánh đèn, nó sống trong vòng một vài giờ đồng hồ thôi. Hoặc có những vị thiên nhân ở trên cõi trời phạm thiên, các vị sống đến năm 30 kiếp trái đất, tính theo ở dưới cõi người mình đó là phải xài tới số lũy thừa, mà lũy thừa hàng tỷ chứ không thành lũy thừa nhỏ hơn, lũy thừa tỷ, lũy thừa triệu, lâu như vậy đó. Nhưng mà sao cuối cùng rồi thì đi được đến cái chết. Cái phần nói rằng khi mà con sư tử nó gầm lên như vậy mà các chúng sanh nghe, các con thú nhỏ nó nghe nó hoảng sợ như thế nào, thì này các tỳ kheo, khi mà các Đức Phật chánh đẳng giác ra đời, các ngài nói ra sự thật ấy, chúng sanh nghe nó hoảng hốt. Các vị nghe kịp chưa? Cho nên cái người mà tôi nói thẳng luôn, cái người mà thiếu duyên Phật pháp đi vào đạo này rất sợ học ví dụ pháp, hoặc là không đi vào bên Phật giáo Bắc tông họ rất sợ học Trung Quán, khá lắm là mò tới duy thức để ôm cái A Lại gia thức đó thôi, chứ không dám leo ra khỏi cái để mò lên Trung Quán, họ rất là sợ. Vì sao? Vì họ học đến cái sự thật họ thấy rằng bản thân họ tan hoang không còn gì hết, khiếp chứ vậy không luôn, khiếp chứ. Mình lúc mình có cái mạng này mình quý nhất, có người họ còn ham tiền, ham của, ham nhan sắc. Không gì chứ, trước khi đi học cũng phải mấy cấp cái mặt mới dám tới lớp chứ, đâu có phải là nó đi dùa cái mặt để nó trơ trơ đó đâu. Ở đây trong lớp thì tôi thấy mình tôi với Hoàng là cái mặt tự nhiên thôi, nhưng mà hồi nãy để đâu nó dài quá là tôi sợ, mấy cô sợ rồi tôi mới cạo vậy thôi. Chứ còn thì nhiều người khổ gì cái mặt á, nói cái mặt không là nó đủ khổ rồi. Bây giờ ngày ra ngày không có cho mình, không tôi nói gì thôi, nhưng mà nhớ hay sạch sẽ, không là mấy cấp nhớ giữ sạch sẽ giùm. Nhan sắc, tài sản, tánh mạng, tuổi thọ, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, nghe nó tất cả đều mong manh. Mà mình ở chùa lâu lâu mình nghe chút xíu pháp thì mình nghe yên tâm, chứ cái thứ mà nghe rã rã nghe nó ớn lắm, tôi nói thật chứ, bị nghe ớn lắm, ớn như vậy không, nghe nó chán. Các vị cứ biết rằng là một những âm thanh mà làm cho người ta mất vui là âm thanh nhiều, tiếng còi cứu thương, xe cứu hỏa và tiếng kèn ở Đám Ma bên Việt Nam, bên đây thì cũng có, chứ bên Việt Nam Đám Ma nhiều khi có chơi kèn Tây hoặc nó chơi nhạc tạo. Ôi ôi trời ơi, tính đi chết có một đứa thôi mà tính nó chơi cái đời nó cũng chết nhiều đứa, nó buồn lắm, tính nó rã ruột đi. Mà cái bản chất vô minh của mình là gì, là mình sợ cái sự thật lắm. Mà cái vi pháp là gì, vi pháp là đề nghị mình nghe sự thật, tại vi pháp đề nghị nghe sự thật. Cho nên tạng kinh nãy giờ tôi đang nói bằng cái giọng tạng kinh á, kéo các vị lại. Nhưng mà nếu các vị cạo tóc mặc cái này giống như vậy thì tạng luật sẽ trói các vị lại. Nhưng mà sao, cái ngu của các vị, cái u mê của các vị, cái tà kiến, cái lầm lỗi, cái ngộ nhận trong đầu của các vị nó vẫn còn đó. Thế thì cái bước thứ ba mà chưa đang phải làm đó là đem tặng vi pháp nhồi vào đầu quý vị, cấy vào trong người quý vị, chích vào trong người quý vị, để tẩy não quý vị, để rửa ráy cái thần kinh không mấy sạch sẽ của quý vị. Đó là tặng vi pháp. Tặng vi pháp tôi đã dạy 18 tháng rồi. 18 tháng này, non 18 tháng. Tôi đã hướng dẫn lần lượt thế nào là con người. Con người gồm có bao nhiêu phần? Tâm và thân, tức là sinh lý và tâm, tâm lý. Thế nào là tâm lý, cái psychology của Phật giáo được phân tích theo? Thế nào cái tâm lý con người được phân tích theo giáo lý A Di Đà, tức là phân tích theo cái nhìn của Đức Phật. Thế nào là cái từ mà chuyên môn của đạo Phật gọi là tâm lộ, hoặc là lộ trình tâm, lộ trình tâm lý của mình ấy.
Rồi tôi cũng đã hướng dẫn lớp này học về cái tiến trình sinh lý của chúng ta từ lúc lọt, từ lúc có mặt ở trong bụng mẹ, có mặt một nói theo phi pháp đó, có mặt trong bụng mẹ không phải là lúc bụng bụng mình lớn, mà phải kể từ lúc cha mẹ mình giao phối thì kể từ lúc đó cho đến khi chúng ta thật sự tắt thở, thì cái phần sinh lý của người được trình bày, được giải thích như thế nào theo giáo lý anh đi làm thì tôi cũng đã hướng dẫn rồi trong lớp này. Tôi nói cho con nghe nội dung mình đã học ở đây. Rồi tiếp theo đó tôi trình bày cho lớp này nghe về nghiệp báo. Nghiệp báo là sao? Tức là thế nào là thiện, thế nào là ác, được định nghĩa theo tinh thần của giáo lý anh đi làm. Ví dụ như mình trước đây mình chỉ nghĩ rằng tâm cha chém chú, tâm mèo rút chó, đốt nhà cướp của, giết người hiếp dâm, vân vân và vân vân, cái đó gọi là ác. Nhưng mà theo trong kinh nó hóa như vậy, một cái tâm niệm nào mà bản thân nó có nội dung đem lại sự bất lợi cho mình, cho người, thì cái tâm niệm đó đã là bất thiện rồi. Nghe kịp không? Có một cái sự thật rất là cay đắng mà người họ vi pháp nếu mà chính xác không bao giờ dám suy nghĩ tới. Đó là trong cái nhìn của vị diệu pháp, chúng ta chỉ được gọi là con người khi nào chúng ta sống bằng tâm hồn của con người. Tôi nói có nghe kỹ không? Con thú đó nó như mình, nó cũng giống như mình, nó cũng biết đi biết đứng biết ngủ biết nghỉ như mình, mà nó chỉ là biết được một số việc thôi. Ăn đói thì ăn, khát thì uống, khao khát giới tính thì nó đi tìm lẫn nhau, được tìm cái tìm thì được và tự vệ. Như vậy thì đói ăn khát uống, giải quyết sinh lý và tự vệ. Con người khá hơn nó chút xíu, biết suy nghĩ điều thiện điều ác, rồi có khả năng đi kiếm chuyện nữa, nên người ta không có gây mình đi kiếm mà gây chơi. Có cái vụ đó nữa, nó tiến hơn rồi thú cái chỗ mà không có chuyện. Con thú như con chó nó chỉ tự vệ thôi, con cọp mèo nó tự vệ thôi, con rắn mình đạp nó mới đạp trúng nó mới đập mình thôi. Còn con người mà lâu quá không gây, nó nói gì nó cũng buồn. Con phải ngồi cái nghĩ gọi bốc thổi đúng rồi, chọc vô con mẹ giết con cha nội chửi nó chơi nè. Cái người nó hay cái chỗ đó, cho nên là trong kinh nói rằng theo cái đánh giá trong kinh thì anh chỉ được gọi là con người khi nào anh sống bằng cái tâm của người. Nghe kịp chưa? Phật nói thế này, bất cứ chỗ nào, không gian nào, trời đất nào, bất cứ nơi nào mà các ngươi, chỗ đi của các ngươi, chỗ đứng của các ngươi, chỗ nằm của các ngươi, chỗ ngồi của các ngươi, bất cứ nơi nào trong cái trời đất này, dưới cái lòng trời này, bất cứ nơi nào mà các ngươi sống tại đó bằng cái tâm từ, bằng cái tình thương mà bao rạ ban phát rộng rãi đến vô lượng chúng sinh trong vô số vũ trụ, không phân biệt người thân, thù thân sơ hoặc thù bạn, không phân biệt ai hết. Thì ngay cái chỗ đó, chỗ mà mình đang có mặt như vậy, chỗ mà mình sống bằng cái tâm hồn như vậy đó, thì mình được xem là một vị phạm thiên. Phạm thiên tức là ở trong cái cosmology của Phật giáo, cái vũ trụ quan Phật giáo chia làm ba cấp. Cõi dục là gồm con người và một số cõi trời, một số loài đọa xứ sống hưởng thụ sắc thinh khí vị xúc. Thì cái tầng đó được gọi là tầng dục giới. Tầng sắc giới là cái tầng mà các vị không có hưởng dục, các vị chỉ biết hành thiền thôi, sống bằng hoan hỷ, bằng hào quang và thiền định thôi. Nhưng mà còn cái tầng vô sắc đó là nó không còn thèm cái hào quang, không còn, nó có hỷ đâu hào quang. Thì Đức Phật nói nơi nào mà mình sống bằng cái tâm từ, bằng cái tình thương vô lượng đối với tất cả chúng sinh, thì ngay tại chỗ đó mình là một vị phạm thiên, và chỗ đó là cái cõi trời phạm thiên. Chỗ nào mà mình sống bằng cái tâm trong sạch, bố thí, trì giới, phục vụ, hồi hướng nghe pháp, chẳng hạn như chúng ta đang làm ở đây, thì cái chỗ này ngay bây giờ được gọi là cõi trời dục giới. Và chúng ta là những vị thiên nhân, những vị trời ở trên cõi dục giới. Chỗ nào mà chúng ta ngồi, chúng ta nằm, chúng ta đứng, chúng ta đi, mà ngay tại chỗ đó, ngay tại thời gian đó mà chúng ta sống bằng một cái tinh thần trí huệ, chúng ta nhìn thấu cái cuộc đời này, thấy rằng mình trước sau cũng vô thường, mọi người trước sau cũng vô thường, tất cả những gì có tri giác trước sau cũng vô thường, và tất cả những đất đá non sông trên đời này
trăng sao hoa lá, từ hạt bụi bên đường cho đến những thiên thể to lớn trên vũ trụ, tất cả đều đi đến sự vô thường. Thì ngày nào, giây phút nào mà mình biết nghĩ như vậy thì Đức Phật nói ngay giây phút đó mình đang sống bằng tâm hồn của một vị vị thánh, và cái chỗ đó được gọi là chỗ ở của một bậc thánh, được gọi là tịnh độ Phật quốc. Còn nếu như ta ngay chỗ nào, vào cái thời điểm nào mà ta sống bằng tham sân tâm si, thì ngay lúc đó ta là cái con gì đó. Và cái chỗ mà ta đang đứng đó là cổ địa ngục hay là cái cổ gì đó, không phải cõi người, không phải cõi trời gì. Cho nên vị pháp đánh giá chính xác một con người như vậy. Thì trong gì mà vị pháp không có nhân nhượng, trừ vị pháp không có nhân nhượng. Chứ tặng kinh nè, con cũng gieo giống bồ đề nên con người cái hàng gì mà hàng nọ, cái cả một vị bồ tát trong vị pháp cũng đánh giá một cách tàn nhẫn như vậy, một cách khích cao như vậy. Ok, anh là bồ tát khi nào, ngay cái giây phút đó anh nghĩ đến người, anh nghĩ đến chuyện tu tập ba la mật, anh nghĩ đến cái lợi ích của chúng sanh, anh nghĩ đến cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của mình, mà anh làm các việc thiện về thân về khẩu về ý, thì ngay cái chỗ đó, ngay cái thời điểm đó anh được gọi là một vị bồ tát. Còn nếu như mình đã từng được chư Phật thọ ký rồi, nhưng mà một lúc nào đó mình quên mình không có tu hành, thì ngay cái thời khắc đó mình vẫn là cái gì đó, nhưng phải bồ tát đúng không? Trong nguyên pháp đánh giá chính xác như vậy. Thì cho nên mình đã học rồi, mình đã học về cái cosmology một cách sơ lược thôi nha, về cosmology của Phật giáo, Adida của giáo lý Adida, đã học về sinh lý của con người, của chúng sanh nói chung theo Adida, học về tâm lý của chúng sanh trong ba cõi theo Adida, chúng ta đã học về hành vi, về nghiệp thiện ác của chúng sanh, chúng ta đã phải có để trang bị một cái khái niệm về thiện ác cho rõ ràng để mình mới có thể là tu tập bản thân mình được. Khổng Tử, tôi không nhớ rõ Khổng Tử hay là Mạnh Tử, có một câu rất là hay, trước khi mà muốn làm đại sự đó là phải chánh tâm tu thân, cái tâm mình phải ngay ngắn cái đức này rồi mới tu cái thân, tức là cái sở hành nó mới đàng hoàng được. Từ khi mà mình có chánh tâm, cái tâm hồn nó cứng, nó sạch sẽ, nó đoan chánh rồi đó, thì tu thân mình mới, cái sở hành, cái hành động mình coi nó mới được. Từ cái con người mình nó tu thân rồi, nó tốt rồi, nó là tề gia, lo việc nhà, trị quốc bình thiên hạ. Một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật Thích Ca, hoặc là vô số chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai thì các ngài cũng như vậy thôi. Trước khi trở thành một vị thiên nhân sư, bậc thầy của ba cõi nhân thiên, thì trước hết các ngài cũng phải đi từng bước, từng bước, từng bước. Người ta nói thế này: bất cứ một con đường vạn lý nào cũng phải được bắt đầu từ bước đi đầu tiên. Các vị nghe kịp không? Bất cứ một cái quả vị nào, dầu có cao siêu, thiêng liêng đến mấy đi nữa, thì nó cũng phải được bắt đầu từ những đức tính rất là cơ bản, rất là cơ bản. Thì tạng vi pháp mới thoạt nghe qua, chúng ta cứ ngỡ rằng đây là một cái bộ môn giáo lý giúp cho chúng ta cải lộn, mà phải nhận học cái này cải lộn sướng lắm. Tôi nên nghe nó thông dữ lắm. Ví dụ như mình nghe ông sư mà thuyết pháp, mà nghe giảng kinh, rồi nghe coi kinh, coi sách đó, mình nghe nó khác cái người mà không học cái này, nghe nó rất là sướng. Nếu mà cô nói riêng và những vị trong lớp nói chung đã từng học, từng biết nhiều về giáo lý Trung Quán, một duy thức của Bác Tông, các vị sẽ thấy người có trang bị cái đó rồi đi vào kinh điển học rất là sướng. Còn suốt từ nhỏ lớn, hồi từ trong tay mẹ cho đến lớn lên có vợ có chồng đầu hai thứ tóc, mà chỉ biết tụng Di Đà của môn không, nghe được pháp qua mà hiểu, tôi xin nguyện là người đầu tiên quỳ xuống hôn cái gót chân người đó, tôi là người đầu tiên. Không hiểu không học về Trung Quán, không học về Trung Quán của Long Thọ Bồ Tát, của ông Long Thọ, không học về duy thức của Thế Thân vô trước, nghe pháp qua mà hiểu được, thì giác viên này là cái đầu tiên quỳ cũng được, là khó nếu không nó là không thấy được. Cho nên dù gì thì dầu nó khô mấy cũng ráng học, tôi cũng cố gắng, tôi cũng rưới nước cho nó hơi nhập nhẹp lắm, nhưng mà điều nó bốc hơi lẹ quá. Mấy vị lại là những người hay mắc nghẹn nữa, nên cứ bỏ rối rưới cho nó bớt khô, rồi cũng phải dỗ được nè, để trà lên nhưng sợ nó ọc lên nữa, nhưng nít chứ. Giờ cứ cúng mấy thằng tem rồi bắt đầu nó hết về. Bây giờ bữa nay mình ra vậy là nãy giờ là tôi thấy không, chưa nãy giờ là 45 phút rồi tôi đã đi cho các vị nghe nội dung của tâm đạn, nghe nội dung của tạng vi pháp, và cơ bản 18 tháng vừa rồi lớp này đã học cái gì đó, 15 tháng đã học cái gì đó, chỉ vòng 45 phút
Rồi bắt đầu trong thời gian gần đây nhất, cứ trung bình một mỗi một từ ngày bắt đầu tới giờ tôi đã dạy 3 cuốn thế này rồi, 3 cuốn rồi. Thì cái cuốn này là được bắt đầu, nếu mà tính là được 1/3 rồi. Cái cuốn này là gọi về vũ trụ quan, nhân sinh quan của Phật giáo. À, mấy tuần trước ở đây đã học về thế nào là địa ngục, thế nào là Atula, thế nào là ngạ quỷ, thế nào là súc sanh, theo cách nhìn của giáo lý Atida. Ở đây tôi điểm lại vài nét, bắt đầu đi vào học, bài học mới. Dạ? Đàn sanh này hả? Còn thiếu cái gì? Rồi, bây giờ tôi sẽ điểm là 1, 2, 4 cái luôn nha. Địa ngục. Bên Phật giáo Bát Tôn thì các vị đi vào chùa Việt Nam, bên chùa bên Mỹ thì tôi đi, tôi không có đi bao nhiêu, tôi đi chùa, chỉ đi chùa Tây Lai ở trên Cali thôi, chứ tôi không có đi nhiều, tôi không có biết. Không biết bên đây có vẻ mà thập điện U Vương Minh Vương U Minh gì đó không? Thì bên Việt Nam thì vẽ là 18 tầng địa ngục rồi đó. Thì theo bên kinh điển bên Nam Tôn nói đó, thì coi cho kỹ nhé, coi cho kỹ nè. Thì những con số địa ngục, nhưng địa ngục nào gọi là đại địa ngục nào là tiểu địa ngục, vân vân, thì theo trong kinh điển Nam Tông bên cái hệ Nam Tông bên đây đó. Thế chị nói đây, cái tôi rẻ mà tôi giải thích cái vụ Nam Tông Bắc Tông thì nó mắc công quá. Mà tôi chỉ nói một cách sơ cho cô nghe thôi. Vậy tôi nghĩ là người nghe cũng băng này phải cô mà còn nhiều người gái nữa. Hồi Phật mất, giáo lý chỉ có một. Nhưng mà khi mà Phật mất rồi á, mất thời gian lâu rồi, thì trong anh em tăng chúng chia ra 2 nhóm. Một nhóm, nó nói cái vắn tắt thôi chứ tôi không đi sâu được. Đi sâu thì tôi sẽ giới thiệu cho cô một quyển sách mà do tôi dịch. Nó không có bán đâu, free. Trong anh em nó chia ra 2 nhóm. Một nhóm nói rằng ôm khư khư lời Phật dạy như vậy nó không sửa đổi, khó nói chuyện với người ta lắm. Ví dụ như đi lại cái xứ đó, nó ăn vậy, nó nói như vậy, nó sư cư xử như vậy, mà mình cứ như lời Phật vậy khó truyền đạo lắm, mình phải sửa đổi. Chữ chút đỉnh thôi nha, tôi phải gặp dưới chữ chút đỉnh thôi, để cho nó thích hợp. Còn cái nhóm kia thì nó không được, ngài dạy làm sao mình làm vậy, chứ không có cách gì sửa cả. Nếu đời này sửa chút đỉnh, cái đời sau sửa chút đỉnh, nó sửa cái hồi má nhìn cũng ra nữa. Các vị có biết rằng Đức Phật trước đây 25 thế kỷ ngàn đó cảnh báo chư tăng một cái chuyện rất là rùng rợn, đó là ngày kể một câu chuyện ngày xưa này, các tỳ kheo có một cái trống cổ nó rất là tốt, nó tên là trống Anh Mặc Cát. Và trống này có cái tên là mình biết là nó nổi tiếng, giống như mình là trống đồng ngọc lũ vậy đó. Trống đồng ngọc lũ, trống đồng ngông Đông Sơn, mà vì nó quá nổi tiếng đi, cho nên khi mà nó bị lũng rồi, người ta không có nở, người ta thay cái không nở mà cũng không có dám thay cái trống mới, cho nên là người ta mới kiếm cái chỗ nào mà nó lũng, cái trống này nó có chỗ bằng da, chỗ bằng gỗ phải không ạ? Thì hai chỗ nào mà bằng gỗ thì người ta kiếm gỗ khác người ta bích lên, thì hai chỗ nào lũng bằng da thì người ta kiếm da người ta bích da trở lại. Các vị biết trải qua nhiều đời thì cái chỗ da đó, hộp đầu nó chỉ là những mảnh đính kèm trên một cái thân trống, trên một cái mặt trống thôi. Nhưng mà theo thời gian thì cái phần da nó nhiều hơn là cái phần chính thức của cái trống nữa, và sau cùng rồi thì những cái người mà ngày xưa đã đóng cái trống Anh Mặc Cá đó, họ rỡ nhìn nó ra đó nữa. Tụi nó có nghe hiểu không? Cả áo của các vị màu đó kêu là màu blue đó mà, màu dark blue đó mà. Nhưng mà cứ vá thì không tin, cái lan đen lỗ chơi cái miếng là green. Mấy bữa làm đen lỗ cái chơi cái red, hồng, nâu, đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím, giá bọn họ tin đấy. Mình nhìn nó ra rồi thợ mai, ngày xưa nó mai cái áo nó nhìn cũng ra rồi, má mình cũng nhìn ra, con chó nó nhìn mình cũng sủa mình đó chứ phải không? Lạ quá rồi. Sao nhìn ra cái áo của nó làm áo màu blue tối. Mà bây giờ mình giá riết cái giọng đó làm sao mà nhìn ra cái áo quá vậy. Thì cái chữ đăng đó hai nhóm, một nhóm đó, cả hai đều có lý cả. Thứ nhất nó là giữ nguyên như vậy đó, thì nó cứng quá. Nước sẽ dĩ mà nó len lỏi được vào mọi ngõ ngách bởi vì nước nó mềm. Còn cái dù nó bén cách mấy nhưng mà không thể nào nó đi một cách đi len lỏi bởi vì ánh cứng, đúng không ạ? Thế là anh em tách nhau ra. Thì cái nhóm bảo thủ cũng có lý của họ, họ nói rằng cái đời mình á thì mình linh động, mình chuyển chuyển, mình sẽ sửa chút xíu cái đời mấy cái đời mấy thằng sau nó sửa nữa, nó sửa hồi cái đạo thì chỉ còn có cái mạt không.
rất có lý chứ phải không? Bởi vì các vị có biết rằng khi Phật mất rồi, trước khi Phật mất một thời gian rất là ngắn, tôi không xác định được, theo tôi đoán khoảng như vài ngày, vì theo cái trình tự về kinh kể các cái chi tiết thì có lẽ khoảng vào khoảng vài ngày trước khi ngày nhắm mắt. Ngài có nói với Chư Tăng thế này: ta mất rồi, tăng chúng có thể tùy nghi bỏ bớt đi những cái giới luật mà các vị cảm thấy là nhỏ nhặt. Nhưng mà trong cái kỳ cái tập tam tạng lần đầu, Chư Tăng sau khi bàn đến câu hỏi đó, Chư Tăng thống nhất với nhau là không có. Vì sao? Vì ở đây tất cả từ ngữ đây đều có học qua toán cả, đó là ít nhiều phải không ạ? Các vị có biết hình tam giác không? Hình tam giác nó phải có một cái đỉnh nhọn phải không ạ? Ít nhất nó có ba điểm nhọn phải không? Tức là trong tam giác nó có những chỗ lớn mà nó có những cái chỗ, nó có cái phần nhỏ nhất của nó, cái cạnh nào đó, ba cạnh nó là cái phần nhỏ nhất của trong một cái hình tam giác, nó phần diện tích nhỏ nhất trong hình tam giác. Nếu mà đời thứ nhất cắt đi cái phần nhỏ nhất của hình tam giác, đời thứ hai cắt đi nữa, cuối cùng nó còn hình tam giác nữa không, nó sẽ thành ra hình gì? Hình bình hầm rồi hình than hình gì đó, cứ đứa cắt một khúc rồi nó ra hồi bình hầm hồi hình than. Rồi cái khi mà tam giác lại, tôi nói tôi cắt phần nhỏ nhất mà, tôi cắt một khúc tôi chết rồi, cái tới phiên cô này cô làm khúc nữa thì nó nhỏ nhất mà, có lựa cái nào nhỏ nhất trong cái phần mà tôi để lại đó, cô làm khúc nữa. Mà phàm phu mình cái gì nghe nó mà bỏ bớt giới luật khoái lắm, nó thoải mái, nó làm khúc nữa, cứ khúc cái cuối cùng rồi thì hình tam giác kia nó sẽ còn trở lại là một đường thẳng. Mà còn là đường thẳng rồi thì sao, cái đứa cắt khúc, đứa làm đầu cuối cùng nó chỉ còn là một dấu chấm nhỏ nhỏ thôi. Và cái thằng cuối cùng nó dấu chấm, Đức Phật nó cho phép bỏ cái gì nhỏ, mà những cái dấu này nó cũng nhỏ quá, nó giữ lại nữa, khỏi cái hồ ba luôn. Cho nên Chư Tăng vì nghĩ đến chỗ đó cho nên cái nhóm bảo thủ quyết định giữ nguyên không cần cắt. Cho nên nhóm bảo thủ ăn theo Phật, ăn như Phật, mặc như Phật, tụng kinh như Phật, ở chùa như Phật, sẽ hành như Phật. Còn nhóm kia hơi khác khác một chút. Chúng ta phải nói rằng cái gọi là Phật giáo nguyên thủy hôm nay cái thế giới không còn nữa. Nếu còn thì còn ở cá nhân, chứ không còn ở quốc gia hoặc là ở địa phương. Còn còn cá nhân, bởi vì tôi biết chính xác rằng trên thế giới hôm nay có những vị theo đúng năng lực, tức là vô bệnh không ăn dép, không có bệnh nó không ăn dép, đúng năng lực sư không có bệnh không ăn dép nhé, không có bệnh buổi chiều không uống sữa nhé. Dĩ đừng nói cái chuyện mà nhai cái này nhai cái kia, theo luật buổi chiều không có được quyền ăn ngũ cốc, bắp, đậu, gạo, nếp, mè, nô. Mấy khó. Tại sao vậy này? Không phải, rất có lý. Có như một mình mới nghe, chắc bữa nay chắc cái này phải ngừng lại. Mình mới nghe qua cái ngày khó phải không ạ? Nhưng mà các vị suy nghĩ kỹ lên đi. Chỉ cần ngày nay. Thứ nhất, tại sao ngày cấm ăn chiều? Bởi vì ngày nó mất thời giờ. Mất thời giờ tu hành á. Ngài sẽ thấy ít nhất là ba lý do. Một, cái dưỡng tố, các hiểu cái dưỡng tố không? Cái vitamin, cái calcium hoặc là vân vân các thứ mà nó giúp cho cơ thể mình nó ngày, theo ngài biết, theo ngài và các nhà khoa học hôm nay cũng nhìn nhận, người ta chỉ ăn một buổi cũng đủ sống rồi. Nếu biết cách, một buổi đủ sống rồi. Chứ không đòi hỏi bằng chứng như tôi. Chỉ sao ngày qua Mỹ cái chế độ ăn uống có thay đổi chứ bên Việt Nam hai mấy năm trời một buổi, hai mươi hai năm tính luôn thời kỳ làm tiểu. Ốm thì có ốm, nhưng mà vì cái xương tôi nhỏ, vì cái tại người tôi như vậy thôi. Chứ tôi có những ông sư bạn, xin lỗi nha, ban đêm ở trần nằm ngoài xương cũng mập như thường. Trời ơi, bằng không khí không thôi, mập như thường. Rồi cốt của mình mà nó ốm rồi, nhúng đầu vô trong cái chảo mỡ nó cũng ốm. Ốm, cứ là ốm thôi. Thứ nhất, cái dưỡng tố để nuôi dưỡng con người mà trong một ngày một bữa ăn là đủ. Thứ hai, nếu nó đã đủ rồi, thì cái bữa ăn thứ hai trong ngày nó sẽ trở nên thừa, dư. Chứ những nó dư là nó đều là điều bất lợi cho cơ thể, mà dư mà mình lại người mình đủ thọ sống không bao lâu mà lại đi làm cái điều dư thì nó có phải là chuyện thông minh hay không? Thanh thì sống bao lâu mà đi làm cái chuyện dư? Dư là sao? Dư là cơ thể mình chết, bổ dưỡng nó dư đã đành rồi, mà thêm một cái nó mất thời gian. Ngài nói rằng giống như một người bệnh, làm bằng mọi cách để cho mình hết bệnh càng nhanh càng tốt, phải không ạ? Người thấy được cái thân này là khổ, thấy được cái cuộc đời này là khổ, bằng một cách vượt khỏi cái thân này càng ngày càng tốt, càng nhanh càng tốt. Cho nên cái chuyện thứ nhất là cơ thể này thấy là một ngày ăn buổi đã đủ rồi, thứ hai nó làm không tránh mất bây giờ, cái thứ ba chắc cho cùng đó là cũng một cách bào mòn phiền não. Ngài nói rằng trong vô số kiếp chúng ta đã ăn quá nhiều là ăn rồi. Chúng ta giống như con khủng long vậy đó, các vị có biết khủng long mà, các vị coi kỹ như hôm nay đó,
cái thân của nó đó, một con khủng long lớn nhất nó khoảng 20 mấy 30 tấn. Các vị có biết khi mà nó cất cái đầu lên ấy, thì nó cao khoảng bằng cái nhà 2 hoặc 3 tầng của mình ấy. Cái đầu nó cổ rất là dài nhưng mà rất là nhỏ như con ngỗng vậy đó. Mà các vị hãy tưởng tượng đi, để tiếp nhận được một cái nguồn dinh dưỡng đủ cho một cái cơ thể như vậy đó, thì con khủng long theo trong các nhà sinh vật nó nói rằng nó phải ăn hoài. Bởi vì sao? Nó không thể ăn một lúc được, vì cái cổ nó quá nhỏ, cái miệng nó quá nhỏ so với thân hình của nó. Các vị nghe chuyện không ạ? Cho nên là cái con khủng long nó hôm nay người ta khai quật lên những cái bộ siêu hóa thạch của tụi nó, người ta phát hiện ra rằng tụi nó phải ăn suốt ngày, và ngay cả trong giấc ngủ nếu ăn được cũng phải ăn. Và đó là một trong những lý do mà tụi nó phải chết bên cạnh cái môi trường sinh thái. Môi trường sinh thái tức là cái môi trường environment của trời đất đó. Thì ngoài cái này, ngoài cái môi trường đó ra thì còn có nguyên nhân nữa, đó là vì cái thân hình nó như vậy đó, cho nên phải ăn hoài. Mà khi nó ăn hoài, nó không có thời giờ để mà nó làm. Cho nên đúng là đời sống khoa học cũng phải nhìn nhận là tại sao có những loài thú nó chết yểu và những loài thú nó sống lâu. Bữa nay chắc các vị lại nghe nhắc lên một chuyện mà các vị có lẽ đã học hoặc đã đọc qua mà quên, vì tôi nhắc lại. Người ta nói thế này, người ta đã làm một cái cuộc thống kê loài thú nào thường sống bình thản vô tư dễ sống lâu, như con voi, con rùa sống lâu. Mà những loài thú thường sống trong sự hoảng hốt hoặc sống trong sự tranh thủ vận động đó, khoa học họ không có kêu cái đỏ của con thú là mai là thất, họ không có kêu. Nhưng mà phải nhận lần nói ra vi phạm, nó vẫn có cái tâm của nó. Thì họ nhìn nhận là cái loài nào sống trong sự sợ hãi thường, loài nó sống chết yểu. Ví dụ như loài thỏ, loài treo, loài mễn, loài khỉ, chim sống rất là yếu. Nhưng miễn loài sống điềm đạm, đạm định đạm, nó có thời gian mà để mà nó thư thả, nó hòa mình trong trời đất sống rất là lâu. Chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Thì cho nên cái đời sống như vậy đó, cho nên hôm nay mà có nhiều người mà tôi thấy họ bệnh á, bệnh xỉn á, họ chống đa đỡ, bị tim mắc xanh giường, hoặc là bị tăng sông, hoặc là bị tim yếu, bị nhồi máu thường cũng thoảng lâu lâu, hoặc còn những người có khả năng là họ bị stroke, dễ bị stress. Thì những người đó họ khó thắng lâu là vì sao? Vì họ không có ý thức được cái tấm phù du của họ. Tôi không muốn nói tôi là một vị gì cao siêu, nhưng mà tôi muốn nói về cái sợi chết của tôi cho các vị nghe. Khi tôi phát hiện ra rằng trong não tôi có vấn đề, tôi lập tức tôi quay lại về làm nếp sống, đó là phủi tay. Tôi bỏ Sài Gòn, tôi về quê lập tức, không tiếc một cái gì hết. Bỏ học, bỏ cũng lúc hai trường, bỏ hết, về quê nằm dưới quê. Không mua sách, sách là một cái nguồn đam mê vô tận của tôi, không mua sách nữa, có nhiêu đọc nhiêu. Không hết, không có làm gì hết, không tất cả đều được không. Phải sống thanh thản như vậy. Chứ còn mà miệng á, thì nói sợ chết. Bụng á, thì sợ chết. Mà cứ bật qua một bữa lo này lo kia, nói cho cùng không phải tôi kêu các vị làm những người mẹ hoặc là những người vợ vô trách nhiệm. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng phải có lúc mà mình phải biết trung thực nghĩ đến mình. Chứ thử là bây giờ mình cứ lo quá, đêm nay mình ngã đụng ra mình chết rồi tính sao, ai lo đây? Tại sao mình không có giảm bớt cái tốc độ làm việc lại, để mà mình có thể sống lâu, sống hơi lâu hơn nữa, lết cho mình, lết cho chồng, cho con, cho bà con, quyến thuộc, cho xã hội. Mà tại sao cứ quần quật lao cái đầu vào đó, là trên đó là tôi muốn sẵn ở đây, tôi muốn nói đến cái chuyện mà cái quan điểm, cái nhân sinh quan của Phật giáo là được. Rồi thì khi mà Đức Phật ngài xét thấy quá nhiều cái lợi và cái hại trong chuyện ăn uống như vậy, thì ngài mới chế định như vậy. Thì khi mà chưa tăng nãy thì tôi nói cái chuyện mà phân nam không bắt tông mà nó ra tới khủng long nữa, qua tới cái vụ mà tim ốc từ lưng nó tặng của tôi nói, nên nó mênh mông trời biển như vậy. Thì anh em nó chia nhau đi, cái sứ Ấn Độ rất là lớn. Nói theo trong kinh ý, sứ Ấn Độ ngày xưa nó có đến 16 cái vương quốc. Hôm nay nó cũng còn nhiều lắm. Hôm nay mang tiếng là năm sau, năm 1947, Thánh Gandhi và ông Jawaharlal Nehru ông đã thống nhất rồi. Nhưng thật ra nó là thống nhất chứ Ấn Độ vẫn chia hai, đó là Pakistan Đông Hồi và Ấn Độ hôm nay. Nhưng mà các vị biết rằng trong lòng của Ấn Độ bây giờ nó vẫn có rất là nhiều tiểu vương quốc trong đó. Nó có những tiểu vương quốc mà nó nghèo đến cái mức mà nhờ tôi chơi tem mới biết. Nó nghèo đến cái mức mà các vị biết, nó không có tiền để nó làm tem, nó không đủ máy móc để nó làm tem, tính là nó làm cái mộc thôi. Nhưng mà ông này ông lấy cái mộc mà đóng trực tiếp vào cái phong bì á, thì cái bộ nó không có sang. Cái hai nó lỡ mà người ta có nhu cầu người ta chơi tem rồi sao? Cho nên là nó cũng có những tờ giấy, nó đóng lên những tờ giấy xong nó cắt nhỏ ra, cho nên là nó không có răng cỏ gì trơn, xấu quá.
nó đến nhìn nó làm nó nản lòng mấy người chứ em dễ sợ luôn chứ phải không. Rồi nó nói nghèo như vậy nó nhớ chiếu, bây giờ cái tên đó tôi không có nhớ nữa. Mà nhiều anh thấy ghét lắm, nhỏ xíu mà nó cũng có ngôn ngữ riêng, quốc kỳ, quốc ca, quốc vương, cái nào cũng có cái riêng hết á. Ừ, riêng mà tiếng nhỏ xíu à, tiếng cái chuyện dài cũng ngàn em nói thôi, thay ta nói cha nó có tiếng của mấy thằng lớn thì không nói riêng à. Nói riêng thì đặng cho ai hiểu mình chơi đó, đặng chỉ đặng tivi với radio người ta không có truyền gì đó được, có phải mới khùng không. Thì ngày xưa Ấn Độ nó rất là nhiều vương quốc như vậy thì sao, nhưng mà trên cơ bản nó vẫn có Đông Tây Nam Bắc thôi mà. Thì cái nhóm bảo thủ đó, cho một cái nhân viên tình cờ thôi, họ đi về dắt giếng nó đưa về miền Nam Ấn Độ, từ đó tràn qua bên Tích Lan, Miên, Lào, Miến Điện, Thái Lan, đi về phía Nam á, thì được gọi là Nam, Nam Phong. Còn nhánh kia đi về phía Bắc, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông Cổ, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam. Mà theo các nhà sử học họ ghi nhận là Phật giáo đi vào Việt Nam trước Tàu. Mà ngay cả có một số nguồn tư liệu nói là lục tổ Huệ Năng lốt vốn là người Việt Nam chứ không phải người Tàu. Người Việt Nam, lục tổ Huệ Năng đấy. Bởi khi mà ông gặp ông tổ Hoằng Nhẫn, tổ Hoằng Nhẫn hỏi con ở đâu, con nói con là người ở lĩnh Nam. Cậu nói lĩnh Nam mỗi rỡ biết gì mà tu. Cậu nói dạ thưa, trời đất có Nam có Bắc nhưng mà người thì cái Phật tánh nó không có phân chia. Cho nên ông thấy ông này có cái huệ căn, biết đây là cái bậc pháp khí sau này, cho nên sau đó ngũ tổ cũng tìm mọi cách để mà giúp đỡ cho lục tổ để là người nối tiếp cái y bác của mình. Này cái này. Mình cái đó, thì nó đi hai nhánh như vậy, thì cái nhánh mà sửa đó bây giờ các bạn biết nó có một cái điểm hay mà nó có cái điểm dở. Cái điểm hay của Phật giáo Nguyên Thủy đó là nhờ giữ nguyên được, bảo tồn được cái gọi là Nguyên Thủy đó. Cho nên hôm nay dù Chư Tăng theo cái thời thế đã thay đổi rất là nhiều, nhưng mà qua Mỹ thì Chư Tăng cái vấn đề ăn uống nhiều khi nó đúng giờ, hoặc là Chư Tăng bên đây lạnh, nóng nhiều khi cũng phải mang dài, hoặc là trong phòng nhiều khi ở đây các vị biết cửa này không có giữ đồ ăn hay như kiểu ướt tăng lượng dài là giữ nước chết, thì Phật tử họ rảnh là mới chạy lên chùa, họ dầm dầm hỏi chết chưa, xong họ bỏ họ về chứ họ đâu có ăn đời ở kiếp mà thề nôn hẹn biển với mình, họ ở với mình kề vai sát cánh kề vai cửa má để mà lo lắng cho mình đâu. Thế là cho nên mình không có chuẩn bị nước ăn là mình chứa, phải mua xe, phải đổ xăng, phải có tiền trả bill nước điện vân vân, rồi đến có tiền để mà ra Fiesta Grande mua đồ về nấu mà nướng. Mà tỳ kheo không được quyền nhóm lửa, tỳ kheo tôi không có quyền nấu nướng, tỳ kheo không có quyền cất giữ thức ăn. Nhưng nếu xứ này mà làm đúng như vậy thì chỉ còn nước le lưỡi ra, hoặc nhắc nhau lên lầu buông tay xuống, hoặc là thò tay vào ổ điện, hoặc là cổ người một thòng lọng chơi như vậy, chứ không có cách gì mà sống được cái nước Mỹ này đâu. Còn Bắc Đông thì nó khổ một cái là họ bây giờ các vị biết không, Phật giáo Tây Tạng ăn mặc riêng, Phật giáo Trung Hoa ăn mặc riêng, Phật giáo hết á, cũng mang tiếng tới qua bên Nhật, thượng tọa Suzuki Yamaha gì đó, Vespa Honda, Suzuki Yamaha, Vespa Lambetta gì đó, cũng thượng tọa mà mặt không giống với bên Tàu. Và bên Tàu thì sai xí nắng, bùi chà ghế, bùi chà nhái gì đó, mà cũng không có giống, cũng quấy múa thừa thượng, cũng Trung Hoa, cọt cót miền đô gì đó, cũng không có giống. Rồi qua mấy cái ông Tây Tạng, Chenna, Chạc Môn, Tenma, Prung Khư gì đó cũng ạc mặt, cũng không giống. Không có giống. Cho nên là hôm nay là cũng là Phật giáo Bắc Tông, nhưng mà Phật giáo Tây Tạng ăn mặc không giống Mông Cổ. Mông Cổ Tây Tạng tương đối giống. Nhưng mà Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Dùng Nguyên Bản ăn mặc không giống. Rồi Việt Nam, Nhật Bản có lúc giống, lúc không. Nhưng Hòa Thượng Trí Quảng Việt Nam lễ lớn thì Hòa Thượng mặc giống Nhật Bản. Thì ngày xưa Hòa Thượng học ở bên Nhật. Còn mà ngày thường thì Hòa Thượng mặc như kiểu Việt Nam. Còn đó chưa kể có một số vị bên Bắc Tông buồn mặc y Nguyên Thủy, y Nam Tông. Vui vui mà mới mặc cái đồ của bên bản, nói chung là có lung tung. Rồi chưa kể các sĩ có dạo chơi giá, nó ba tá lạ. Rồi trên đời có bao nhiêu thứ giải là các chàng của mình đề bèn giá lại thành từng miếng mặt cho nó ấm. Giặt mệt muốn chết luôn. Rồi như vậy đó, cho nên là cái tụng kinh không giống nhau. Tụng không giống nhau. Quý thiện bên Bắc Tông tụng không giống nhau, ăn mặc không giống nhau, và cái sinh hoạt nhiều khi cũng không giống nhau. Còn bên Nam Tông có cái lợi là tụi này, thí dụ như bữa nào cô đến đây cô dự lễ, cô sẽ thấy tôi chưa hề gặp mấy sư bên mấy cái chùa ở đây. Nhưng mà khi nào lễ mà ông tới đây thì Tích Lan, Lào, Miên, Thái, Việt Nam trộn lại, tụi này tụng kinh ngon lắm, tụng rác kích. Chỉ có nó thay đổi chút vậy thôi. Chút đỉnh thay đổi, tức là thay như chú cho như Miên, mình có một vài chỗ mình đọc là A, Miên có một chỗ đọc là Y vậy đó. Ví dụ một chút,
Ở như bên tiếng Thái bên đây đọc là đa, bên tiếng Thái có một vài chỗ họ đọc là tha. Ừ, như đa ná bên Thái đọc tham, người nói ví dụ như thế. Thì chút xíu thì thôi, chứ còn mà về trên cơ bản là vẫn giống nhau. Rồi cho nên cái, nhưng mà có điều chúng ta phải nhìn nhận rằng chính vì Phật giáo chia ra, Phật giáo Bắc Tông họ có cái chỗ họ dung hòa với xã hội đó. Theo trong kinh thì vị tỳ kheo hoặc sa di là phải quần không được quần ấm, tai không được quyền quá, và áo không quyền có tai, quần không ống. Mà như vậy thì đi là làm lụng lụng làm sao được. Nhưng mà bên với Phật giáo được truyền qua bên mấy cái xíu Bắc Tông rồi, mấy xíu ở bên Tàu, bên Nhật rồi đó, thì người ta mặc quần có ống có tai, có áo có tai. Cho nên họ dễ làm việc và họ dễ hòa mình vào thôn sớm. Cho nên họ chính vì vậy dễ hòa mình với đại chúng, cho nên họ truyền đạo rất là nhanh. Hôm nay chúng ta phải công tâm nhìn nhận một điều rằng 80% Phật tử trên thế giới này sở dĩ biết được đạo Phật là nhờ vào các thầy Phật giáo bên Bắc Tông. Ừ. 80%. Còn Phật giáo Nam Tông thì có cái hay là bảo trì được một phần được gọi là cơ bản của Đức Phật. Và hôm nay ai muốn tìm lại bốn dáng của Đức Phật ngày xưa thì có thể dở lại kinh điển của, nên nhớ rằng sau khi Đức Phật niết bàn khoảng vài trăm năm, đạo Phật của ngài nó đẻ ra đến 20 nhánh. Bây giờ chỉ còn lại mấy nhánh thôi. Vậy mà trong 20 nhánh đó cho đến hôm nay chỉ còn riêng cái Nam Tông này đó còn giữ lại toàn bộ kinh điển, không mất một trang. Riêng các bộ phái kia tàn quan chi địa không còn cái gì hết, còn chỗ một khúc vậy thôi, không đủ. Nhưng là nhất thiết bộ là tương đối đủ, như A Hàm hoặc là Tạng Lượng là họ xem là tương đối đủ. Vậy mà để đọc sử kỹ lại đó, cái phần của tuyến đang đánh máy đó thì tan quan hết, Miếng Điện đó, Tây Đạn giữ mớ, rồi Nhật giữ mớ, rồi tiếng Hán giữ mớ, rồi tiếng mấy tiếng Tây Vực anh Nam giữ mớ chứ không nào nguyên vẹn nè. Cho nên là cái đại bên Nam Tông có một cái lợi là ai muốn đi tìm vào cái cội nguồn chính xác nguyên thủy thì cứ đi vào Nam Tông. Nhưng mà bù lại chính vì tụi này quá cứng nhá, quá là khư, cho nên đi vào đại chúng tụi này lõm lại. Phải nói thẳng là lõm lại. Ví dụ như bên đây không được quyền theo đúng theo luật là tụi này không được phép làm những cái mà trong xã hội nó rất là đẹp mắt. Ví dụ như mình đến Phật tử là bệnh, mình đến nhà mình thăm, rồi mình bài, mình thấy giờ mình thấy được cái mình bài hương ngán ra mình tụng kinh. Mình tụng xong mình ngồi xuống uống nước với họ, rồi mình có thể mình bồng ẩm con họ mình chơi, mình chúng mình sư phụ mà. Nhưng mà theo đúng được mình làm được gì đâu được. Khổ như vậy đó. Nói chung là một vị tu sĩ Phật giáo mà đúng theo Phật truyền thống Nam Tông đó là hữu tỉnh hữu lai, có mời mới đến. Mà đến rồi thì làm những gì mà cần thiết và được người ta yêu cầu, không yêu cầu thì thôi. Và trong lực nói không được nhìn xa. Nếu đến nhà người khác ra khỏi chùa mình rồi thì nhìn xuống, nói là cái đơn vị Ấn Độ là bốn thanh. À, tôi đã cho lớp nghe xong về hai cái khái niệm, cái nào là Nam Tông và Bắc Tông rồi.